Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ vào tiết số 2 thực hành các cái bài tập trong bài căn thức bậc 2 và hằng đẳng thức căn của A bình phương thì bằng giá trị đối của A các bạn nhé. Chúng ta đi vào bài số 1. Rút gọn các biểu thức sau có 4 ý A, B, C, D. Chúng ta sẽ lần lượt làm từng ý một như sau này. Ở đây ghi sẵn rồi, chúng ta chỉ việc điền thôi. Căn của 2 trừ căn 3 tất cả bình, đây ý A này nhá, bằng áp dụng công thức căn của A bình phương bằng giá trị đối của A. A ở đây chính là 2 trừ căn 3. Vậy thì cái này nó sẽ là bằng giá trị tuyệt đối của 2 trừ căn 3. Và các bạn biết là 2 trừ căn 3 thì nhẩm nhanh căn 3 khoảng 1,7. 2 trừ 1,7 là số dương. Vậy thì cái này giá trị đối của nó thì bằng chính nó, tức là bằng 2 trừ căn 3. Ở đây giải thích là do 2 trừ căn 3 lớn hơn 0. Đấy. Và trị tuyệt đối của A chính bằng A nếu như A dương. Được chưa? Trong trường hợp câu B, các bạn làm tiếp này. Căn bậc 2 của 3 trừ căn 11 tất cả bình theo công thức này. Với A là 3 trừ căn 11 thì cái này chính là giá trị đối của 3 trừ căn 11. Và vì 3 trừ căn 11 là số âm, do đó giá trị đối của nó bằng khi phá dấu giá trị tuyệt đối thì thêm dấu trừ đằng trước và kết quả bằng âm của 3 trừ căn 11. Và đổi dấu đi thì đây là âm 3 cộng căn 11. Đấy là câu B nhá. Do cái anh này làm sao? Anh này là âm. Cái này là do 3 thì nhỏ hơn căn 11. Ở đây này, cái chỗ này thì phải ghi là gì nhỉ? Do 2 thì lớn hơn căn 3 các bạn nhá. Đấy. Đây là thầy quên, thầy ghi cái định nghĩa về giá trị tuyệt đối đấy. Ở đây là 2 trừ căn 3 lớn 0 do 2 lớn hơn căn 3. Đấy như thế này. 3 trừ căn 11 nhỏ hơn 0 do 3 nhỏ hơn căn 11. Thực ra là sau này chúng ta làm quen rồi, chúng ta không cần phải giải thích do cái gì hết, chúng ta cứ làm thôi. Biết là đúng, đấy, cứ xét cái trong dấu giá trị tuyệt đối mà dương thì giá trị tuyệt đối thì bằng chính nó. Trong dấu giá trị đối mà âm thì là khi bỏ dấu giá trị tuyệt đối thêm dấu trừ đằng trước, tức là đổi dấu đi là xong. Ý C này. 2 ta để nguyên. Căn của A bình thì bằng giá trị tuyệt đối của A. Nhưng vì đây người ta cho A là lớn bằng 0, đây, A lớn bằng 0 thì giá trị tuyệt đối của A thì bằng chính nó. Do đó cái này là bằng 2A. Được chưa? Rồi. Chúng ta chuyển qua bài ý tiếp theo này. Ý D. Cái số 3 này để bên ngoài để nguyên này. Căn của A trừ 2 tất cả bình theo công thức ở trên thì cái này nó chính là bằng giá trị đối của A trừ 2. Và các bạn biết là ở đây người ta cho A nhỏ hơn 2 đấy nhá. A nhỏ hơn 2. Thì cái này A nhỏ hơn 2 thì này tổng 3 nhân với và ngoặc đổi dấu A thì biến thành âm 3, âm 2 thì biến thành 2. Đấy, phá giá trị đối phải đổi dấu. Bởi vì sao? Chúng ta giải thích ở đây. Bây giờ nhân vào đã này. 3 nhân âm 3 là âm 3A. 3 nhân 2 là 6, là cộng 6. Cái này giải thích là do A trừ 2 là âm. A trừ 2 là âm thì do A nhỏ hơn 2 theo giả thiết. Giả thiết A nhỏ hơn 2 thì A trừ 2 là âm. Mà A trừ 2 âm thì giá trị đối của A trừ 2 sẽ là đổi dấu đi nhé. Đấy, phá giá trị đối thì chúng ta phải đổi dấu. Cho nên ra được kết quả này. Tiếp theo vào bài số 2. Chứng minh các cái đẳng thức, có 2 đẳng thức ở đây. Ở đây là chúng ta xét ý A. Cái này chính là vế trái. Căn 3 trừ 1 tất cả bình là vế trái đi nhé. Bằng, ta áp dụng bình phương của một hiệu này. Thì bằng số thứ nhất bình phương này, căn 3 bình này. Trừ đi 2 là tích căn 3 nhân với 1 này, số thứ nhất, số thứ hai đấy. Cộng bình phương thứ hai tức là cộng 1 bình này. Cái này bằng này. Căn 3
tất cả bình thì mất căn còn 3. Trừ đi 2 căn 3 nhân 1 là bằng trừ đi 2 căn 3. Một bình thì vẫn là 1. Và đây ta viết là 3 cộng 1 là 4, vậy là viết là 4 cộng với, à đây là trừ các bạn nhé, cái này là dấu trừ. Xóa này, trừ này 2 căn 3. Được chưa? Và 4 trừ 2 căn 3 chính là vế phải. Như vậy là vế trái đúng bằng vế phải. Vậy thì đẳng thức được chứng minh. Đấy, trình bày như họ này, theo sách thì chúng ta điền theo sách cho nó phù hợp thôi. Còn chúng ta tự làm loại khác đúng không? Chúng ta trình bày nó khác một chút. Nào, câu B này, chứng minh nha. Theo câu A thì 4 trừ 2 căn 3 đúng bằng căn 3 trừ 1 cả bình đây. 4 trừ 2 căn 3 đúng bằng căn 3 trừ 1 cả bình. Ta sẽ thay 4 trừ 2 căn 3 ở đây bởi căn 3 trừ 1 tất cả bình nhá. Bởi vì hai thằng này giống nhau đây này. Đấy, cái biểu thức trong căn to này đúng bằng cái biểu thức này. Nên, này, các bạn quan sát nhá. Cái này chính là vế trái này. Đây, vế trái đây. Căn của 4 trừ 2 căn 3 trừ căn 3 là vế trái đây. Bằng ta, căn của 4 trừ 2 căn 3 ta thay bằng căn 3 trừ 1 tất cả bình đây. Căn 3 trừ 1 tất cả bình. Rồi là trừ đi căn 3 đây. Cái này chính là bằng giá trị tuyệt đối của căn 3 trừ 1 rồi trừ căn 3. Nhưng vì căn 3 trừ 1 này là dương, bởi vì căn 3 lớn hơn 1, do đó giá trị đối này bỏ đi, ta còn căn 3 trừ 1 rồi trừ đi căn 3. Căn 3 mới trừ căn 3 là hết, còn lại là âm 1. Ta điền âm 1 vào đây. Đấy. Cái này có thể giải thích là do căn 3 thì lớn hơn 1 nên suy ra căn 3 trừ 1 là số dương, là số dương, cho nên trị đối của căn 3 trừ 1 đúng bằng căn 3 trừ 1 này. Vậy chính là âm 1 chính là vế phải này. Do đó là điều phải chứng minh nhá. Bây giờ chúng ta chuyển qua bài số 3. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Nếu căn của 18 cộng căn x bằng 5 thì x bằng bao nhiêu? Chúng ta nhẩm nhanh này. Đầu tiên ta hai vế này ta bình phương hai vế lên. Bình phương này là mất căn bên ngoài căn lớn này, còn là 8 cộng căn x. Bình phương này là bằng 25. 5 bình phương 25. Vậy thì căn x sẽ là bằng 25 này trừ đi 18 thì là bằng 7. Căn x bằng 7 thì các bạn bình phương lên thì sẽ là mất căn đi, thì là x sẽ là bằng 49 nhá. Chúng ta khoanh B. Đấy, đấy là tiết số 2. Tiết số 3 thì chúng ta sẽ luyện tập. Buổi học sau thì thầy trò chúng ta lại tiếp tục nhá.